Em làm gì? Em làm gì? Đóng ghe hả? Wow, đẹp. Em mới mua một cặp ở Tiền Giang, nó mới sáng nay chở về đó. Anh đâu biết em nhiều vậy. Mới mua một cặp là Tiền Giang chở về sáng nay. Rồi là sáng nay đi Sóc Trăng đó mua cái chuồng rồi đem về. Tại vì đâu có xách được cho nên là phải chạy về chiến. Rồi mệt quá rồi nghỉ tới chiều mới chuẩn bị đi. Quá đẹp. Cái này gà là gà tre vậy? Tre Thái. Tre Thái hả? Còn ở phía ngoài Bắc nó có cái loại tre Bắc Tích đẹp lắm. Mà nó nhỏ xíu. Nhỏ hơn con này đó nha. Không không, Bắc Tích đó, Bắc Tích bự tích lắm, tại vì nó đâu chỉ... nó nhỏ hơn cái con này. Nó từ shop nó từ chỉnh á. Ờ vậy đó hả? Không có loại nhỏ hơn không? Nó còn Sigma là thấy nhỏ nhất. Không, Sigma thì nhỏ lắm. Đúng rồi, là con đó là nhỏ nhất. Mà Sigma nó không có đẹp. Chứ... nếu mà nhìn là Sigma nó không đẹp, nó thấy nó đứng trọng trọng vậy không đẹp. Ui trời trời, con quá trời luôn. Ủa cái chuồng này đứng vậy? Không có gì. Cái đó nó mua sẵn hay gì vậy hả? Đẹp không? Lúc này không có đăng Facebook hả? Dạ, ít đăng. Ui gà quá trời luôn mà em. Không có quay. Một ngày được bao nhiêu trứng đẻ? Ui nó đẻ kìa. Ui em tới đẻ cũng không có lấy luôn hả? Không có kiểm luôn ha. Có anh cho ăn lấy ra chứ cái này nó đẻ. Trời. Đẻ trước khi cho ăn nữa bởi em không vậy có. Cái này cho ăn bẩn gì? Cho ăn hết ăn gà thôi. Cho lúa cho gạo được không ta? Dạ không, cho ăn gạo được. Không đâu hả? Dạ. Ủa sao vậy? Gà luôn, ăn gạo không tốt. Không tốt hả? Thức ăn gì em? Cho ăn hết ăn gà là được. Thức ăn gà là vậy hả? Đâu là cái loại nào ta? Anh còn anh không biết. Ăn như gà là được rồi, loại nào cũng được. Anh tự theo loại mắc gì á. Anh muốn tốt thì cho ăn thêm lúa. Rồi cho thêm lúa là được rồi hả? Thêm pha lúa một chút thôi. Phải cho ăn thức ăn ha. Rồi ngũ cốc rồi đó, dế sâu rồi đó, anh có thì anh. Ôi nó đẻ nguyên trứng chôn dưới đất luôn rồi. Chôn dưới đất. Qua wow, vậy đẹp. Cái mặt nó buồn buồn như là nó có bị gì không? Bệnh gì không? Cái này nó đâu có buồn đâu, nó gì đó. Anh cũng mới bắt về sao nó buồn gì vậy? Không, không mới bắt về chỗ sao về thì nó hơi mệt đó, nó gì vậy đó hả? Ui, cái này gà tơ nhóc rồi. Cái chuyến sau có gì mà ghé. Tại anh ở Trà Vinh lần. Ủa anh Trà Vinh hả? Ờ anh Trà Vinh, mai sáng anh đi rồi. Anh gán gì để bắt cặp rồi, mai sáng em anh chở đem đi rồi. Anh ở đâu là anh Trà Vinh? Anh Duyên Hải lần. Ui nó đẻ quá trời luôn. Con này là từ nhỏ cho tới lớn mấy tháng là nó đẻ? 6 tháng. Ủa cũng 6 tháng là. 6 tháng là đẻ. Mình có nhỏ thuốc gì cho nó không? Có bệnh thì nhỏ, rồi anh muốn tốt thì mua mấy cái loại vitamin đồ á. Vitamin hả? Là cái gì? Là thuốc hả? Dạ thuốc, thuốc y. Đúng rồi, thuốc y hả? Ăn pha với nước hoặc ăn trộn thức ăn cho uống. Cho ăn, uống. Đâu cái con này em bữa hổm bán cho anh đâu? Con trống thì ở trong kia rồi còn cái máy đây. Không bắt cặp đó cũng được. Hoặc không bắt. Cặp nào? Cặp này. Cặp này hả? Không bắt cặp này cũng được. Là 300 hả? 1.3 mà. Không, anh nói cái cặp loại 300 á. À loại 300 mấy loại. À. Ủa. Sao? Chứ anh đâu bắt anh mới nuôi anh đâu dám nuôi mất tiền chứ.